tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cả hai người đàn ông trong cuộc đời của má đều nặng tình nặng nghĩa. Tách trà táo đỏ là chứng minh cho tình yêu của họ. Con không ngờ tách trà táo đỏ lại có câu chuyện éo le như vậy. Đời người lớn đã là quá khứ. Tách trà táo đỏ này còn liên quan đến tuổi trẻ của các con. Má à, nhưng tại sao ba lại đổi tên của con từ Thanh Trúc sang Trúc Trà? Thì cũng giống như má, ông ấy muốn quên đi quá khứ, muốn chôn giấu biệt tích đứa con gái chung của hai người. Nhưng ông có quên được má đâu. Thôi ăn đi tụi con, cũng trễ lắm rồi. Ăn đi cho Trúc Trà nó về. Ngày mai má sẽ đến nói chuyện với ba con. Má, má phải giữ vững tinh thần nha má. Hai đứa con hy vọng tất cả ở má đó. Con và anh Hiếu luôn đứng về phe của má. Má cố lên nha má. Cố lên. Ăn đi tụi con. Dạ, dạ. Ăn đi em. Dạ. Hôm nay có gì vui sao mà ba thấy con cười hoài vậy Trúc Trà? Sửa soạn đi đâu vậy? Dạ, hôm nay chủ nhật con mà thôi. Hết rượu rồi, đi mua cho ba chai rượu đi. Ba có thể nào tỉnh táo một ngày được không ba? Tỉnh táo để làm cái gì hả? Má, chào ông. Dạ bác ba. Mới sáng sớm mà hai má con bà tới đây làm cái gì hả? Về đi, tôi không tiếp đâu. Ba, tôi tới sớm là để hy vọng ông chưa uống một giọt rượu nào, để còn tỉnh táo để nói chuyện với mẹ con tôi. Tôi không có cái gì để nói chuyện với bà hết. Đi đi. Sao ông vẫn cố chấp quá vậy? Dù gì đi chăng nữa, tôi với ông cũng từng là vợ chồng. Bà đừng bao giờ nhắc tới cái chuyện này nữa nha. Tôi không muốn nghe nha. Cho dù ông không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Vì điều đó là sự thật. Tôi với ông từng là vợ chồng và có đứa con gái chung với nhau. Nó là đứa con gái mà tôi đã rứt ruột đẻ ra. Ông không thể nào phủ nhận điều này. Nó là con của tôi. Bà không có đủ tư cách làm mẹ của nó. Bà đã bỏ cha con tụi tôi khi nó còn nhỏ để đi với người đàn ông khác. Ba, con năn nỉ ba đó, cho má một lần giải thích được không ba? Sự phản bội luôn luôn đi kèm với những lý do. Bác ba, không phải là con bên má con, nhưng nếu mà bác biết lắng nghe, chắc chắn bác đã không hận má con đến như vậy. Ông chỉ nghĩ nỗi đau cho bản thân mình mà bỏ quên nỗi đau của người khác. Khi tôi sanh con một mình thì ông đang ở đâu? Khi tôi ôm con còn đỏ hỏng đi bán vé số để chờ chồng rồi ngất xỉu ở ngoài đường. Chính ba con đã cứu má con và Trúc Trà. Ba cậu là một kẻ cơ hội. Đi. Ông đứng lại. Ông nghe tôi nói. Chuyện vợ chồng là do duyên số. Tôi với ông đã đứt đoạn giữa đường, không có nghĩa là chấm hết. Mình còn một đứa con gái, hai đứa nó đã yêu nhau. Tôi xin ông, xin ông rộng lượng bỏ qua quá khứ mà tác hợp cho hai đứa nó đi. Không bao giờ.
Ôi, đi. Ông đứng lại. Ông nghe tôi nói, chuyện vợ chồng là do duyên số. Tôi với ông đã đứt đoạn giữa đường, không có nghĩa là chấm hết. Mình còn một đứa con gái, hai đứa đâu đã yêu nhau. Tôi xin ông, xin ông rộng lượng bỏ qua quá khứ mà tác hợp cho hai đứa nó đi. Không bao giờ. Cha của nó đã cướp vợ tôi, lẽ nào bây giờ tôi tác hợp nó với con gái tôi hả? Không đời nào. Đi. Bác ba. Má. Bác ba ơi. Má. Bác ba. Bác ba nghe con nói, bác ba ơi. Má, bây giờ làm sao hả má? Thôi về đi con, về mà lo công việc của mình đi. Má sẽ ở đây, má sẽ thi gan có ai lì hơn ai. Làm sao mà con bỏ má đây một mình được? Má không sao đâu, má có cách của mình mà. Nhưng không có nhân gì gì hết. Đi về đi con, để má ở đây đối phó với ông già này. Má, má phải cẩn thận nha má. Ừ, đi về đi. Sao bà lì quá vậy? Má con vẫn còn ngoài đó đó. Ba à, nắng lắm, ba không thể nào để má ngồi ngoài nắng được như vậy. Kệ bà chứ, bà chịu không nổi thì bà tự đi về. Người đâu mà lì quá trời quá đất vậy? Ông Trung, ông mở cửa ra nói chuyện với tôi đi. Mở cửa, mở cửa nói chuyện với tôi. Mở cửa. Ông ra đây nói chuyện với tôi. Ông định làm con rùa rút đầu tới bao giờ hả? Trời đất, bà dám nói ba là con rùa rút đầu kia kìa. Tôi tuyên bố cho ông biết, tôi không bao giờ rời khỏi nơi đây. Chừng nào ông chịu ngồi xuống đàm phán với tôi thì thôi. Bà đi về đi, không có đàm phán đàm phán gì để trơn trọi á. Bà thay đổi quá nhiều rồi, tôi không còn nhận ra bà nữa. Ông không mở cửa tôi đập nát nhà ông cho bà coi. Mở cửa, ông ra đây nói chuyện với tôi, hay là ông mở cửa ra, nếu không tôi phá sập cửa của ông bây giờ đó. Mở cửa, mở cửa ra, mở cửa, mở cửa. Mày về Sài Gòn kỳ này thu hoạch được mấy cái hợp đồng? Thêm 3 siêu thị nhận hàng của mình, các đại lý tăng đơn đặt hàng trong những tháng tới nữa đó. Vậy hả? Trang web của công ty mình chạy tới đâu rồi? Bên IT á, người ta báo là đang hoàn thiện rồi. Khoảng tuần sau á là mình sẽ chạy thử, sau đó mình sẽ tung sản phẩm lên trên đó, hy vọng là tiếp cận được sản phẩm ở bên thị trường nước ngoài. Vậy là tốt rồi, nhưng mà tao đang lo là lượng hàng không đủ cung. Hả? Dạo này không biết tại sao công nhân cứ hay xin nghỉ việc. Báo cáo giám đốc. Dạ giám đốc ơi, ở dưới xưởng có hai thằng công nhân đang ngáo đá, bây giờ nó quậy sùm ở dưới đó giám đốc ơi. Cái gì? Hai tên này có biểu hiện ngáo đá, bây giờ phải giam chúng lại, ngày mai mới lấy lời khai và cho người thân bảo lãnh chúng về. Tôi thực sự không biết họ đã sử dụng lúc nào trong giờ làm việc nữa. Từ khi nào thị trấn Bình Yên này lại có những thanh niên nghiện ma túy đá và cỏ mỹ như vậy? Anh có biết tệ nạn này xuất phát từ đâu không? Làm sao tôi biết được? Họ mua lén lút ở đâu rồi về hút? Tôi nghĩ những hàng cấm này xuất phát từ karaoke Chu Dương. Anh có bằng chứng gì không mà dám vu khống người ta như vậy? Bằng chứng cụ thể thì tôi không có, nhưng có lần tôi ghé qua đó, tôi thấy đa số thanh niên đến đó đều có biểu hiện phê cỏ và ma túy đá. Làm sao anh biết họ phê? Tôi đã từng có thời gian dính vào thứ đó, nhìn sơ qua là tôi biết. Ủa Hiếu. Dạ con chào chú. Dạ Hiếu à, con tới đây có chuyện gì vậy? Dạ vừa rồi ở nhà máy của anh Hiếu có mấy đứa ngáo đá, nên anh Hiếu đã đưa họ về đây. Nhà máy của con hả Hiếu? Dạ. Có thiệt hại gì không? Dạ cũng không có gì chú.
Sao dạo này thị trấn của mình lại nổi lên những trường hợp ngáo đá nhiều như vậy? Đồng chí Chính, họp đội điều tra xem nguồn hàng này cung cấp từ đâu ra. Dạ, ngày mai họp giao ban, em sẽ cho họ triển khai vụ này. À, mà dạo gần đây anh Sáu Trí có thường liên lạc với con không? Dạ, thỉnh thoảng cũng có chú à. Mấy lần trên đường về quê con cũng có ghé thăm chú Sáu. Chú Sáu bây giờ vui thú điền viên, trồng cây tỉa hoa, nhìn chú bây giờ khỏe ra lắm. Vậy là tốt rồi. Dạ. Thôi bây giờ hai anh em coi giải quyết cái vụ này cho nó nhanh đi ha. Bây giờ chú có việc gấp, hẹn gặp lại cháu sau nha. Dạ, cháu chào chú. Nếu mà anh không có khiếu kiện gì, ngày mai tôi sẽ cho người nhà họ lên bảo lãnh họ về. Dạ, dạ không, tôi không có khiếu kiện gì hết. Cảm ơn đã làm phiền anh. Ừ. Xin phép anh. Chào anh. Alo, em nghe anh. Cậu có biết anh Võ Hiếu hay không? Giám đốc nhà máy trà táo đỏ. Có, em biết đó. Mà có gì không anh? Nhà máy của anh ta có hai công nhân trong giờ làm việc đã sử dụng ma túy đá. Bọn chúng đã quậy phá. Chuyện này bình thường mà anh. Nhưng mà có chuyện không bình thường cho anh Duy Khương đây. Chuyện gì? Chính miệng Võ Hiếu khẳng định cỏ Mỹ, ma túy đá và các chất cấm có xuất phát từ quán karaoke của Chiêu Dương. Ủa, cậu dám nói vậy hả? Anh ta còn nói có lần vào quán và thấy khách xài hàng. Vì anh ta đã từng sử dụng các chất cấm này cho nên anh ta biết. Bây giờ cứ kệ nó đi anh. Nó có miệng mà, nó thích nói gì thì nó nói. Em không quan tâm. Bây giờ mà có động tĩnh gì chỉ cần anh báo cho em biết một tiếng, em xử nó liền. Em xóa sạch dấu vết. Tôi lấy tiền bảo kê của anh. Tôi biết phải làm gì. Nhưng mà tôi báo cho anh biết để mà đề phòng. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Thằng chó đó, nó không làm được gì em đâu. Dạ, vậy thôi nha anh. Dạ chào anh. Ê, nó tới rồi kìa. Chuẩn bị. Chào anh. Hẹn tôi đâu? Tôi không bao giờ rời khỏi nơi đây cho tới khi nào ông chịu mở cửa nói chuyện với tôi thì thôi. Nè, hồi xưa bà đâu có lì như vậy đâu, bây giờ sao bà lì quá vậy? Ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa ông yêu tôi chỉ là một cô bé 18 tuổi. Giờ tôi là một phụ nữ trung niên, làm mẹ của hai đứa con rồi. Bà thay đổi nhiều quá. Ai rồi cũng phải thay đổi. Thay đổi để mình tốt hơn. Ai như ai kia, mấy chục năm rồi vẫn còn cái tính cố chấp còn đó. Sao cái gì bà cũng nói được cái vậy? Ba à. Gì? Hay là ba ngồi nói chuyện với má đi. Ba với má lớn hết rồi mà chơi trò trốn tìm hoài à. Ba đâu có rảnh đâu mà chơi trò trốn tìm với bà. Chẳng qua là ba ghét ba thôi. Trời ơi, cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây? Cho đến khi nào ông ba Trung kia chịu đầu hàng thì mới thôi. Còn khuya tôi mới đầu hàng với bà.
ở đó mà mơ. Trúc Trà. Dạ. Tối nay cho má mượn cái chiếu với cái mền, má sẽ nằm ngoài hiên để má ngủ luôn. Má sẽ canh 3 ngày 3 đêm ở đây, coi ổng á có chịu mở cửa hay không. Trời đất ơi, tôi không biết là tôi có nghe lộn luôn nữa. À, ba, bây giờ cô vô nấu cơm nha, nấu luôn phần má nha ba. Ừ. Dạ. Ê mà khoan, tự nhiên nấu cho bà, kệ bà. Trời ơi. Thôi xích lông mà lo cho bà. Trúc Trà, đừng có lo cho má con ơi. Để má nói với anh Hiếu á, mua mì ly đến cho má ăn cũng được. Bà có ăn mì tôi cũng không lo cho bà nữa. Để tôi coi lòng dạ của ông cứng được bao lâu. Anh ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Chiêu Dương. Anh ra ngoài một chút đi. Dạ tôi đi. Dạ chào anh. Có chuyện gì? Ủa, sao dạo này nói chuyện riêng với em cũng khó vậy hả? Giữa chúng ta chỉ có việc chung thôi, không có việc riêng. Được rồi, bây giờ nói việc chung đây nè. Anh Chính vừa báo cho anh biết là có người tố cáo anh buôn bán hàng cấm ở chỗ của em. Ai? Là cái thằng người yêu cũ của em đó. Võ Hiếu. Đúng vậy. Vô lý, không thể nào được. Võ Hiếu không phải là một người nhiều chuyện. Really? Em chắc chứ? Ý em nói anh là thằng bị chuyện có đúng không? Nếu không tin em gọi điện thoại cho nó đi. Alo, anh hả? Em đang có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lát nữa anh gặp em nha. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau. Ủa? Sao em không kêu nó tới đây nói chuyện? Em đi đâu vậy? Anh thấy công việc của anh làm ảnh hưởng tới tôi chưa? Anh thấy có ảnh hưởng gì đâu. Em yên tâm đi. Chuyện gì đã có bàn tay anh nhúng vô là chắc chắn nó sẽ im hết. Vậy thì tại sao bây giờ công an sờ gáy? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không bao giờ muốn anh bán hàng cấm trong quán karaoke của tôi. Em đúng là phụ nữ nhát quá. Cứ vậy hoài sao vào được. Im cái miệng anh lại đi. Đi đâu vậy? Hả? Nè, anh đưa em đi. Tôi đi gặp anh Chính. Chào anh. Em hẹn anh ra đây có gì không? Em cũng không ngờ là anh nhận lời hẹn gặp em nhanh như vậy. Em có muốn biết tại sao không? Anh nói đi. Vịnh cũng đang rất muốn gặp em. Lý do gì mà làm cho anh muốn gặp em tới như vậy? Em nghĩ là hai tụi mình không còn gì để nói nữa hết. Thiệt tình, bà ngồi ngoài đó bà canh cả ngày làm sao mà đi mua rượu được. Trúc Trà, con đi mua cho ba chai rượu đi. Ba sai gì con cũng làm, nhưng mà đi mua rượu thì không. Bây giờ con có đi không? Hả? Không, con không đi. Con định bắt chước cái bà ngồi ngoài kia đó hả? Sao con liền quá vậy? Má con mà sao không giống nhau được. Bây giờ mày có đi mua không? Không đi mua chứ gì? Đưa chai rượu đây. Ba. Không đi mua thì tao mua. Má ơi, ba đi mua rượu. Tao không đi nữa. Ngu ra đi. Má ơi, ba không mua rượu nữa rồi. Em nói cho anh biết đi, em muốn gặp anh để làm gì? Em biết anh bây giờ đã có Trúc Trà, anh đã không còn yêu em nữa. Nhưng mà dù sao giữa chúng ta cũng còn có những kỷ niệm đẹp. Vậy mà tại sao anh nỡ lòng nào anh hại em chứ? Anh hại em? Tại sao anh lên công an anh tố cáo là quán em bán hàng cấm? Anh tố cáo với công an, em lấy thông tin từ đâu? Em không cần biết nghe thông tin từ ai cả. Anh dám làm mà không dám nhận sao? Chiêu Dương, em quá biết tính anh mà. Em nhìn anh đi, anh có phải là thằng dám làm mà không dám nhận không? Chính công an trong đó nói như vậy đó.
Thì ra là công an đã bảo kê quán em, nên em mới ngang nhiên hoạt động mua bán hàng cấm như vậy. Nhưng mà bây giờ anh trả lời em đi, anh lấy bằng chứng gì mà anh nói quán em bán hàng cấm? Em dám nhìn thẳng vô mặt anh, em nói là quán em không hoạt động mua bán hàng cấm không? Em quên là anh đi tù vì cái gì à? Anh cũng đã từng chơi những thứ đó mà. Anh nhìn sơ qua là anh biết liền. Có thể là khách đem hàng từ ngoài vô rồi xài, làm sao mà em kiểm soát được điều đó chứ? Vậy hả? Vậy em dám nhìn thẳng vô mắt anh, em nói là chỗ em không hoạt động mua bán hàng cấm, em dám không? Em chẳng có việc gì phải nói với anh là có hay không. Trừ khi ba, ba nở lòng nào để má ngồi ngoài đó cả ngày vậy hả? Ủa, mặc kệ bà, bà tự nguyện bà ngồi mà, chứ bà có bắt bà ngồi đâu. Ông là đồ con rùa rút đầu, chỉ đối mặt nói chuyện với tôi thôi mà ông không dám nữa là sao? Không phải là tôi không dám, mà tôi không thích, hiểu chưa? Người ta không thích vì biết chắc chắn mình sẽ thua, vì không có đủ lý lẽ để nói lại người ta. Nè nè nè, bà đừng có tưởng tôi sợ bà nghe. Bà đừng có tưởng là bà đắc ý nha. Không có đâu. Tôi đâu có cần ông sợ tôi đâu. Chỉ cần ông dám đối mặt với tôi để nói ra lý lẽ câu chuyện của mình. Tại sao ông dám bắt cóc con gái tôi rồi đưa nó đi biện biệt như vậy? Tôi chỉ cần lật lại vụ án 20 năm về trước, tôi thưa ông về cái tội bắt cóc con gái của tôi. Đó, thấy chưa? Con nghe chưa? Đó, bây giờ bà còn đòi thưa ba nữa đó. Rảnh quá. Thì bây giờ ba mở cửa cho má vào đi, nói chuyện đàng hoàng thì má khỏi thưa ba. Nè, hai má con bay định hù tao đó hả? Bây giờ tao ra ngõ sau tao đi mua rượu ha. Bay mà mở cửa ra cho bà vô là mày chết với tao nghe chưa? Má ơi, má ơi, ba đi mua. Mở cửa cũng chết mà la cũng chết, biết chưa? Tao đi à. Đi à. Ông đâu rồi? Ba đi rồi má. Má, má có mệt lắm không má? Má mỏi chân chút xíu à. Nhưng mà má không sao đâu. Để coi má với ổng ai lì hơn ai. Má, má cười lắm á má. Vậy hả? Mỗi lần ba nói cái sao gì con? Thì má đáp trả. Ba bị quản hồn hoài à. Nhìn mặt ba lúc đó hả, không nhịn được cười luôn á má. Má hiểu ổng mà. Bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn như vậy, nhưng bên trong yếu xìu à. Hay là má vô nhà ngồi đợi đi. Trừ khi sao? Trừ khi anh quay lại với em sẽ từ bỏ tất cả. Em thừa biết là anh không thể mà. Tất cả là do mình quyết định thôi. Cuộc sống của anh còn liên quan tới nhiều người thân. Anh không còn là một đứa trẻ trâu nông nổi, chỉ biết sống cho bản thân mình. Vậy thì anh mặc kệ em đi, quan tâm em làm cái gì? Chiêu Dương, em đi quá xa rồi. Anh biết cái gì mà nói? Trước đây thị trấn này rất bình yên. Từ khi em đến, em đã mang theo những thứ chết chóc gieo rắc lên đầu những thanh niên vô tội. Đó là những thứ anh đang nhìn thấy đó. Họ tự nguyện, em không ép. Em à, làm người điều quan trọng nhất là sống như thế nào để cho lương tâm mình đừng rai rứt. Em kinh doanh, kiếm tiền trên sự chết chóc của người khác, em ngủ ngon không? Anh có thể lựa chọn giữa hai thứ, làm dao hay làm con cá. Với em như vậy vẫn chưa đủ sao? Khối tài sản mà em lấy được của Niên, phần thừa hưởng của mẹ nuôi, cả một hệ thống khách sạn chưa làm cho em mãn nguyện à? Chiêu Dương, đừng bao giờ nhắc tới tên Niên trước mặt em. Em chưa bao giờ lấy gì của hắn ta cả. Tất cả những gì em có như bây giờ là đều do em làm ra, anh nghe chưa? Lòng tham của em đúng là không đáy. Đó là lý do tại sao anh không thể nào yêu em được. Anh hiểu.
con pha trà ngon lắm. Rất tiếc là bao năm nay con không được pha trà cho má uống. Qua đây con. Từ nay ba con mình nhất định không xa nhau nữa. Có chết ba cũng nắm chặt lấy tay con gái của má. Má biết không, nếu như mà ai đó cho con 100 tỷ thì con cũng không mừng như gặp được má đâu. Biết mình còn có mẹ trên cuộc đời này thật là tuyệt vời. Con biết không, điều má đau khổ từ bấy lâu nay là chưa tìm được con. Ông trời đã cho má được toại nguyện, má sẽ chết mà không nhắm mắt nếu như má vẫn chưa tìm được con. Con thật ngây thơ, con cứ tưởng là má đã chết như lời ba nói. Nhìn những đứa bạn của con có mẹ, được mẹ ôm ấp, được mẹ âu yếm, con thèm muốn chết. Con thèm được gọi một tiếng má ơi, con đói bụng. Má ơi, con lạnh quá. Dì con, dì thằng Hiếu, má sẽ đấu tranh với ba con tới cùng để cho ông chấp nhận các con là vợ chồng. Phải nhìn được các con hạnh phúc thì má mới an lòng. Con biết là má sẵn sàng hy sinh tất cả vì tụi con, nhưng mà má phải nghĩ cho sức khỏe của má. Má đừng ngủ ngoài hiên như vậy là không có được. Má không sao. Dùng khổ dục kế với ông này thì mới mong ông nghĩ lại. Má à, con nói má nghe nè, bây giờ ba không có ở đây, hay là con chở má về bên anh Hiếu nghỉ ngơi, rồi ngày mai má quay lại được không? Má sẽ kiên trì để cho ông ấy nhận ra vấn đề. Má à, má cũng biết á, ba đi mua rượu rồi, má nói chuyện với một người say có hiệu quả không? Con nói cũng đúng, nhưng bây giờ con đưa má đi, ba con lại la con sao? Trước kia con rất sợ ba la, mỗi lần ba cào nhào là con sợ lắm luôn á. Nhưng mà ba cũng rất ít khi mà lớn tiếng với con. Nhưng mà bây giờ con sẽ giống má. Ba có tạo áp lực với con như thế nào con cũng không sợ đâu, bởi vì con đâu làm gì sai. Đúng là con gái của má, tính tình ít nhiều gì cũng giống má. Vậy để con lấy xe đưa má về. À, để má gọi cho thằng Hiếu một cái, gọi cho nó kêu nó đừng đi đón má. Dạ. Trúc Trà chở má về, con đừng qua đây nữa nghe con. Thank you.
Má, Trúc Trà. À, anh, con. Anh à, má mệt lắm rồi đó. Anh dặn căng tin nấu cho má ăn nha. Ừ. Má ăn cái gì cũng được hết đó con. Nói thiệt nha, bây giờ má thèm nằm ở trên giường thôi à. Con có dặn thằng Quý làm đồ ăn cho má với căng tin đó. Em ở lại ăn luôn nha. Thôi, mắc công ba em lại làm ầm lên nữa. Đúng rồi đó con, con về đi, đừng làm cho ba con giận thêm. Dạ. À, khoan đã Trúc Trà, má có chuyện muốn nói với con. Con vô đây má biểu chút rồi về. Em cứ vô nói chuyện với má đi, để anh chạy xuống con Quý làm đồ ăn xong chưa rồi anh lên đưa em về. Dạ. Vô đây con. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. Có chuyện gì vậy má? Đợi má một chút. Má đã giữ chiếc khăn này bên mình kể từ ngày con mất tích. Giờ má giao lại cho con. Má tự tay thêu hả má? Ừ. Má đã thêu cành hoa này và ngày tháng năm sinh của con. Vậy là con sinh ngày 24 tháng 2 năm 1992 hả má? Ừ. Ngày sinh của con cũng rất đặc biệt. Ngày 24 tháng 2 cũng là ngày sinh nhật của má đó con. Con sẽ coi đây như là báu vật của mình. Bây giờ hai người đang ở đâu? Tại sao sinh con ra trên đời rồi lại bỏ rơi con chứ? Con khóc rất nhiều. Biết bao giờ con mới gặp lại gia đình của mình. Má có đi tìm con không? Con biết đứa con đang lạc loài giữa chợ đời phải khổ sở như thế nào hay không? Ba má ơi, con cô đơn lắm. Thank you.
Tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của bà. Tôi cũng căm hận người đàn ông đã cướp mất vợ con của tôi. Má, má tính qua nhà bác Ba thiệt hả má? Ừ, bây giờ con chở má qua đi, rồi về làm việc sau nha con. Thôi má, hay má đừng đi nữa. Không được, chuyện này phải đích thân má tự giải quyết. Con với Trúc Trà cứ yên tâm đi. Con chỉ sợ bác Ba làm má tổn thương thôi. Má đủ bản lĩnh để nhận lời chỉ trích của ông ấy, và má hiểu lý do vì sao ông lại như vậy. Con cũng tin là bác Ba tuy hận má nhiều, nhưng con biết trong lòng bác Ba vẫn còn thương má. Điều đó là tất nhiên rồi. Mình nên đứng về phía của người ta, xem người ta nghĩ gì, thì mình có thể hiểu được tâm trạng của đối phương. Nói thiệt là con không ngờ má con lại cứng cỏi như vậy. Vì các con, má tự nhủ mình không được tự ái, không được bỏ cuộc. Con tin là má sẽ thuyết phục được bác Ba. Mình đi với má. Ừ. Trúc Trà đi dạy rồi, hay thôi về đi má ơi. Không được, má phải nhất định gặp ổng. Có khi chỉ có hai người lớn với nhau, về nói chuyện hơn. Vậy thôi má ở lại tự lo nghe. Con tránh mặt bác Ba thì hay hơn. Ừ. Có gì má gọi điện cho con có mặt liền. Ừ, con về đi. Má. Ừ? Vì tương lai con trai, má cố lên. Con yên tâm đi, để má. Dạ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Chắc là đêm qua uống say mềm, cho nên bây giờ ngủ như chết, không có hay gì hết. Tuần sau ai quẩy qua, tôi phải đi Sài Gòn để đón ổng rồi bàn công chuyện luôn. A quẩy là một gã cáo già, nên anh hai phải hết sức cẩn thận. Hả? Chú tưởng là tôi không biết nhìn người sao? Mình ngồi chung một xuồng với họ, nhưng không bao giờ để chìm xuồng cùng họ đâu, mới hay. A quẩy là người nước ngoài, nhưng ông ta rành rẽ người Việt còn hơn mình. Cái cách mà ông ta tính toán để thâu tóm thị trường trà lá ở đây cho thấy ông biết người Việt mình đang muốn gì. Ở đây người dân chỉ cần cho họ một chút lợi lộc thì họ sẽ theo mình ngay. Loại thuốc kích thích mà ông A Quẩy phát cho người dân của mình xài rất là công dụng, kích thích lá trà xanh nhanh ra, thu hoạch gấp đôi. Như vậy là mình đã thành công rồi. Đa đi đa đi đa. Chà, hôm nay đại công tử dậy sớm ha. Đi làm công việc hay là đi nhậu nhẹt sớm vậy con? Con đưa người yêu đi ăn sáng. À, khi nào thì dắt người yêu về ra mắt ba đây? Khi nào cô thích thì con dắt cô về thôi. Ba có biết cô ta là ai không? Từ từ đi ba,
Hàng vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ. Mình phải giữ bí mật tới phút chót thì mới bất ngờ chứ. Thôi con đi nghe ba, con đi nghe chú Ram. Nè, tôi mới vừa đưa cho nó một số tiền lớn. Nó nói là nó hùng hạp làm ăn với bạn bè. Tôi không biết là nó làm ăn cái gì. Anh không biết mà dám đưa nó một số tiền lớn à? Thằng Khương á, đó là một đứa nông nổi. Nó đâu có biết tính toán làm ăn. Thôi kệ, thắng nó ăn, thua nó chịu. Cứ cho nó thử sức một lần. Cứ ôm nó hoài trong tay á, thì khi nào nó mới lớn được. Dạ. Ủa, tôi với chú bạn tới đâu rồi? Dạ, là thị trường trà lá ở địa phương mình. Giờ đã chia đều 50-50 cho bên mình và bên nhà máy trà tỏ đỏ của Tần Hiếu. Cái thằng khốn, tự nhiên ở đâu tới đây để tranh giành lãnh địa làm ăn của mình. Phải nghĩ cách triệt nó thì mới yên tâm làm ăn được. Dạ, chào cậu. À, chào chị. À, chị Dương về chưa? Dạ chưa, cô còn đang ngủ. Ừ. Làm gì dòm tôi dữ vậy? Bộ chưa thấy người nào đẹp trai hả? Ừ. Alo, tôi nghe đây. Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy? Em dậy chưa? Anh đưa em đi ăn sáng nha. Sao anh biết là tôi đang ngủ vậy? Anh đang đứng dưới sân nhà em nè. Em chờ em nhé. Đồ điên. Ông ngắt nhéo mặt ông chi cho rách vậy? Là tôi đi nè. Bà đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với bà. Tôi không về cho đến khi nào ông chịu ngồi nói chuyện với tôi. Tôi với bà đã chấm dứt cách đây hai mấy năm rồi. Không còn gì để nói nữa đâu. Giờ đây mối nhân duyên vợ chồng với tôi và ông đã hết. Nhưng kiếp này vẫn còn đó sợi dây ràng buộc. Đó là những đứa con. Chúng không có tội. Tôi muốn con gái lẫn con trai tụi nó được hạnh phúc. Bà nghĩ tôi có thể quên được mối hận năm xưa sao? Khi người đàn ông đó đã cướp mất vợ con của tôi. Cướp? Cho đến khi nào ông chịu ngồi nói chuyện với tôi. Tôi với bà đã chấm dứt cách đây hai mấy năm rồi. Không còn gì để nói nữa đâu. Giờ đây mối nhân duyên vợ chồng với tôi và ông đã hết. Nhưng kiếp này vẫn còn đó sợi dây ràng buộc. Đó là những đứa con. Chúng không có tội. Tôi muốn con gái lẫn con trai tụi nó được hạnh phúc. Bà nghĩ tôi có thể quên được mối hận năm xưa sao? Khi người đàn ông đó đã cướp mất vợ con của tôi. Cướp? Sao ông không nghĩ rằng người ta đã cưu mang vợ con của ông? Nếu không thì tôi và con Trúc đã chết bờ chết bụi rồi. Bà có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho bà. Đã vậy còn muốn gả con gái của mình cho con của tình địch là sao? Tôi xin ông đó. Già rồi, rộng lượng một chút có được không? Tôi ích kỷ hẹp hòi lắm. Tôi là người phàm, tôi không phải là thánh. Ông có biết là ông làm như vậy là ông tự làm khổ mình và khổ lấy bao nhiêu người khác, ông biết không? Tôi không có việc gì phải quan tâm đến nỗi khổ của người khác. Có ai quan tâm đến tôi không, hả? Sao ông biết là tôi không quan tâm tới ông? Khi thằng Hiếu nó hỏi tôi, trong hai người đàn ông má yêu ai hơn,
thì tôi nói rằng má yêu chỉ có một người. Ba con chỉ là cái nghĩa vợ chồng nặng nề với nhau thôi. Ông trả lời cho tôi biết đi, ông vẫn còn thương tôi nhiều lắm phải không? Bà đừng có nói bậy, tôi quên bà lâu rồi. Bằng chứng ở đâu mà bà dám nói tôi còn thương bà chứ? Trong tâm khảm của ông, không bao giờ ông nguôi ngoai được tình cảm mà ông thương nhớ tôi. Ông sửa lại tên con gái của mình, nó tên là Thanh Trúc mà ông sửa lại thành là Trúc Trà, vì ông vẫn còn nhớ hương vị trà táo đỏ mà tôi vẫn hay dùng. Có đúng như vậy không? Tào lao, tôi thấy cái tên nó đẹp cho nên tôi đặt tên cho con thôi. Ông dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng tôi không còn tồn tại trong ông không? Sao ông không trả lời? Ông trả lời đi. Bà đừng mong được nói chuyện với tôi. Ông đứng lại đó. Tôi không có nhiều thời gian chơi trò trốn tìm với ông đâu. Anh yêu em mà. Không, không, không ra. Má ơi, con đây. Má đang ở đâu vậy? Má đang ở nhà ba con. Má đang ở đó rồi, ba con đâu? Ba con có chuyện ngồi nói chuyện với má không? Lúc má tới thì ba con còn ngủ. Ông dậy, ông thấy má, ông đứng hình luôn. Trời đất ơi, lúc đó chắc cái mặt ba mắc cười lắm má ha. Con biết không, ông véo vào mặt ông rồi ông hỏi ông có nằm mơ hay không. Rồi sao nữa hả má? Rồi má nói chuyện với ông. Một hồi ông đối lý rồi ông bỏ đi luôn à. Trời ơi, con không nghĩ là ba con chịu thua má dễ dàng như vậy á. Bây giờ má cương quyết má ngồi ở đây coi ông trốn được bao lâu. Má à, má chờ con nha, một lát nữa con ra chợ mua đồ về nấu canh chua má ăn nha. Má ăn cái gì cũng được, miễn sao ăn với con là ngon rồi. Thôi học sinh vô lớp rồi, con cúp máy nha má. Dạ con chào má. Hey.
Má, 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 phải vậy chứ. Em phải ngoan ngoãn như vậy thì anh mới yêu em nhiều chứ. Ai sẽ là người bảo vệ tôi trong cuộc đời này đây? Má ơi, hay quá, bà về rồi. Ăn không? Tôi nấu thêm một tô nha. Tôi không có đói. Đói bụng quá à, tìm không có gì ăn, cho nên ăn đỡ mì gói. Sao bà dám tự tiện vô nhà tôi vậy hả? Đã vậy còn vô bếp tự động nấu ăn nữa là sao? Thì nhà này là nhà của gái tôi, thì tôi coi như nhà của tôi. Ăn nói ngang ngược à? Tôi ngang chỗ nào? Ông chỉ coi. Nhà này là nhà của tôi. Thì nhà của ông tôi có giành đâu. Thì ông nghĩ coi, ông có một đứa con gái à, ông chết ông để lại cho nó, chứ có đem theo được không? Thì bây giờ là nhà con gái tôi rồi, thì coi như nhà của tôi thôi. Bà đi về liền giùm tôi, lẹ lên. Tôi không về. Một là ông vô đây ngồi nói chuyện đàng hoàng với tôi. Hai, đứng yên đó, đừng làm phiền để tôi ăn. Bà quá đáng thiệt á. Được, bà ở đây tôi đi. Khoan. Gì? Trước khi đi, làm ơn rửa cái mặt giùm cái. Sáng sớm chưa đánh răng súc miệng gì đi ra đường, nhìn cũng giống ai. Kệ tôi, tôi không cần bà quan tâm. Lon mày đi, nỡ ta lè đó. Già đã sinh tật. Tôi mời anh bữa cơm này, coi như là từ bữa nay anh em mình hợp tác làm ăn dựa trên một chữ tín. Mời, mời anh. Tôi rất là vui khi đến tham quan nhà máy sản xuất của hai anh. Sản phẩm trà táo đỏ là một sản phẩm đang hút hàng trên thị trường Việt Nam. Vì vậy tôi quyết định là ký hợp đồng để xuất đi nước ngoài. Chúng tôi hiện đang có hệ thống siêu thị ở một số nước Đông Nam Á. Dạ. Nói thật là khi gặp anh á, tôi đã biết là anh là một người rất thận trọng trong kinh doanh. Cho nên là tôi với Hiếu á đã bàn với nhau là ngỏ lời mời anh qua đây để tham quan nhà máy sản xuất của chúng tôi để anh yên tâm hơn. Thôi, anh em mình cạn ly. Chúc mừng cho sự hợp tác được bền lâu. Mời. À, mời anh, mời anh Dung. Trà táo đỏ thật sự là một sản phẩm rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Bây giờ nhu cầu sống của mọi người cao. Mọi người không chỉ có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, mà điều quan trọng là họ chú trọng vào vấn đề sức khỏe. Ngày xưa loại trà này chỉ được dùng trong cung đình, và đặc biệt là chỉ dành cho vua chúa và quan lại. Và thú thật với anh là bên họ ngoại tôi ngày xưa có người làm quan, nên là đã đem cái bí kíp pha cái món trà này về dùng trong gia đình. Wow. Và cái người mà kiểm chứng được điều này rõ nét nhất không ai khác, đó chính là mẹ tôi. Tuy là tuổi bà đã cao, nhưng mà sức khỏe rất tốt, da dẻ rất hồng hào. Quan trọng là các anh đã chú tâm vào sản xuất loại trà sạch. Khâu kiểm duyệt đầu vào từ người nông dân chặt chẽ, nên là trà không có dư lượng thuốc trừ sâu. Dạ, nghe nói vậy chú tôi mừng lắm. Anh biết không, tôi với Hiếu có bàn, ngoài việc là thu mua giá trà cao cho bà con nông dân, thì chúng tôi chú trọng nhất vẫn là quy trình trồng trà của bà con, đặc biệt là những gia đình đã ký hợp đồng với chúng tôi. Wow.
À, bây giờ mấy anh em mình ăn đi. À, dạ. Xin mời. Gì vậy? Là nhìn cái bộ đó. Ai da? Khương. Gì? Môi mà bị gì vậy? Chó cắn. Gì? Chó cắn hay là gái cắn mày? Mày im đi. Hai đứa bay nhiều chuyện quá. Như đàn bà vậy. Đàn bà? Thằng mày. Chừng tao nha mày. Bạn bè tụi tao quan tâm thì mày nói tụi tao nhiều chuyện, mà không quan tâm á thì mày cũng chửi tụi tao. Riết tao không biết sao cho vừa lòng mày luôn á. Ê, dạo này chuyện tình cảm mày với cô Châu Dương sao rồi? Bình thường. Bình thường là sao? Là chưa có gì đó. Ê, dạ. Tại sao hai đứa bay tối ngày để ý chuyện của tao hoài vậy? Bộ không còn chuyện gì khác để làm nữa hả? Mà tao thấy mày yêu ai là yêu chết mê chết mệt. Đúng là đồ lụy tình. Tao thấy hai đứa bay càng ngày càng nặng đó. Ngày mai tao kêu xe chở hai đứa bay đi khám não nha. Uống đi. Ờ, vô, vô. Nhiều chuyện quá. Hôm nay cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh đã cùng hợp tác với chúng tôi. Mong là được hợp tác với các anh lâu dài. Phải rồi. Dạ. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài hơn. Dạ. À, Kỳ Quý. Hả? Mày đưa anh ra xe trước đi. Tao ở lại có công chuyện chút. À, vậy xin phép anh tôi đi trước. Dạ. Xin mời anh. Mày cẩn thận. Ừ. Cô chủ ơi, cô có muốn ăn gì không? Tôi nấu. Không. Cô có sao không cô chủ? Lần sau chị không có được để ai vô nhà nghe chưa? Dạ tôi biết rồi. Tôi về Sài Gòn có việc. Chị trông chừng nhà cửa cho tôi nghe chưa? Dạ. Anh lại định gây sự với tôi nữa à? Tao không có gây sự, mà tao muốn cảnh cáo mày. Anh nghĩ là ai? Tao là người luôn theo dõi bước chân của mày, và tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tôi không nghĩ là anh rảnh tới mức độ như vậy. Tại sao hai lần mày đều giành giật người yêu của tao? Việc một ai đó không yêu anh, đó là lỗi của tôi sao? Lần đầu tiên tao đã nhường trúc trà cho mày, nhưng lần này với chiêu dương thì mày đừng có học. Anh cao thượng quá. Cảm ơn anh. Nhưng trúc trà từng là gì của anh mà nói là anh nhường? Tao không cần phải nói lý lẽ với mày. Mày khôn hồn thì tránh xa chỗ làm ăn của tao và Chiêu Dương ra. Mày biết chưa mày? Mày đến tụi mày. Bỏ tao ra. Tôi không kiếm chuyện với anh. Tại sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy hả? Cảm ơn con. Phải chi ba chịu ngồi ăn chung với má con mình thì hay biết mấy má ha. Con nghĩ coi, bây giờ ba con đang ở đâu? Chắc là ba lại đi uống rượu nữa rồi. Cái ông già này không có nên nết. Ông lấy rượu để khỏa lấp cho con. Má, hai con gọi cho anh Hiếu đến ăn nha má. Cũng trưa rồi, không biết nó đã ăn chưa nữa. Để con gọi thử.
Anh Hiếu không nghe máy mà. Chắc anh con đang bận gì đó. Thôi mình ăn đi con. Dạ. Má, con mời má ăn cơm. Cảm ơn con. Dạ. Con gái má nấu ăn khéo quá. Con phải học để nấu cho ba ăn. Những món cầu kỳ thì con không biết, nhưng mà những món thông thường thì con nấu không đến nỗi tệ. Má, má ăn thêm đi. Má. Hả? Má sao vậy má? Ngon, ngon lắm con. 20 mấy năm má mới được ăn bữa cơm do chính con gái má nấu. Má, sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì con cũng sẽ không bao giờ rời xa má. Con sẽ chăm sóc cho má nha. Dâu cũng là con gái cũng là con. Nếu như ba con chấp nhận thì má là người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh này, phải không con? Ăn đi con. Dạ. Nè, má cũng ăn đi. Mời chú ngồi. Nè, còn có sao không? Hả? Lại là cậu nữa à? Dạ. Các anh đã đánh nhau rồi gây rối trật tự. Bây giờ tôi nên xử phạt sao đây? Anh ta là kẻ gây sự với tôi trước. Nè, mày ăn nói cho đàng hoàng nghe. Chính mày, mày chọc điện tôi lên trước nha. Tôi đã làm gì anh? Lúc nào cậu cũng kiếm chuyện với con trai tôi hết vậy hả? Xin lỗi chú. Chú cứ hỏi con trai chú đi, xem ai là người kiếm chuyện trước. Tôi muốn thương người này vì cái tội cố tình gây thương tích. Ba, thôi đi ba. Mình làm lớn chuyện làm cái gì? Thanh niên mà ẩu đả chút xíu còn sao đâu. Bỏ qua cho nó dễ dàng vậy sao? Chú ăn ngang nói ngược rồi đó. Chính tôi là người bị con chú tấn công trước. Có rất nhiều người ở nhà hàng làm chứng. Nếu mà có đệ đơn kiện á, là tôi chứ không phải là chú đâu. Thôi, chuyện to quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không đi. Cũng chỗ quen biết nhau không à. Bây giờ á, phạt hành chính, ra đóng tiền rồi về. Dạ Quý, tôi muốn bảo lãnh cho bạn của tôi. Mọi người đi đóng phạt nhanh đi rồi về. Mà đóng tiền cho hai thằng bạn con luôn nghe. Mấy cái đứa tụi mày rảnh rỗi quá ha. Suốt ngày tụ tập đàn đúm ăn nhậu rồi đánh lộn nữa. Thấy mặt hai thằng bay là tao thấy ghét rồi. Mày có sao không vậy? Tao không sao, yên tâm đi. Đi đóng phạt giùm tao đi. Đừng kiếm chuyện với nó nữa. Tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi đánh nhau với anh. Mong mà lần sau có gặp nhau, anh nên cư xử có văn hóa một chút. Mày nói tao là người không có văn hóa hả? Ý mày là vậy hả? Hả? Mày tin không? Tao chơi mày ngay tại đây luôn. Công an ở đây tao quen hết á. Anh khỏi nói, tôi cũng biết. Pháp luật có thể bị anh mua, nhưng còn có luật nhân quả đó. Làm chuyện xấu xa có ngày phải trả giá đó. Tao thách luôn cả ông trời đó. Con đường của sự ngạo mạn thường dẫn đến địa ngục. Hai thằng bay, ngồi đây làm gì nữa? Sao không đi về đi? Vậy thì đi về. Bộ khoái ăn cơm ở đây lắm hả? Đi về. Về mày. Dạ, chào anh. Chào anh.
Xong rồi, đi về. Tao để xe ở ngoài. Chào anh. Đúng là chán thiệt á. Tránh voi không xấu mặt nào. Mai mốt mày thấy nó đâu thì tránh mặt giùm cái đi. Việc gì tao phải tránh nó? Làm như vậy nó lại lên mặt. Mày biết nó cay cú tao chuyện gì không? Ai mà không biết. Chuyện rút trà đúng không? Không, nó quên rút trà rồi. Bây giờ nó quay qua theo đuổi chú Dương. Hả? Ê mày, mày nói thiệt hả? Ừ. Cho nên nó điên với tao vì hai người con gái nó theo đuổi đều liên quan tới tao. Cái thằng này, nó suy nghĩ gì vậy? Làm sao Chiêu Dương chấp nhận đó được? Mày cũng nghĩ như tao. Nè, mày thử nghĩ đi. Chiêu Dương là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, đặc biệt rất là sâu sắc. Làm sao mà một đứa hả ngông cuồng lại có thể... Một kẻ ngông cuồng và hời hợt với nó, làm sao lọt vô mắt xanh của Chiêu Dương được? Cho nên bây giờ nó quay qua nó đổ lỗi cho tao. Trúc Trà gọi. Anh nghe em. Anh làm gì mà nãy giờ em gọi anh không nghe máy vậy? Anh đang bận công việc chút. Má anh sao rồi em? Em với má vừa ăn cơm xong, giờ đang uống trà. Hả? Má nói chuyện được với ba em rồi hả? Không phải vậy. Ba thấy má là ba chạy mất tiêu rồi. Má đang trấn giữ trong nhà nè. Má mình dữ quá. Này này, đưa má cho má nói chuyện đi con. Dạ, anh nói chuyện với má nha. Má nè con. Dạ. Con ăn gì chưa con? Dạ con ăn rồi má, con ăn cơm với khách. Ủa má, bắt bà thấy má bắt bà bỏ chạy luôn hả? Con biết không, ông vừa thấy má giống như nhìn thấy ma vậy đó, bỏ chạy có cờ. Trời đất, cứ né mặt vậy hoài, má cũng muốn nói chuyện với bác ba cũng đâu có được. Nè, không lẽ chịu thua ổng hay sao? Bây giờ má tuyên bố một câu là má quyết định ở lại đây luôn. Tối má ngủ với Trúc Trà, coi ổng trốn được bao lâu nữa. Trời, có được không má? Phải lì và liều thì mới thắng được ba Trúc Trà. Con đừng lo gì cho má. Nè, nhớ tối đừng đi đón má nghe chưa? Dạ, có Trúc Trà lo cho má rồi con cũng yên tâm. Má cho con gặp lại Trúc Trà nha. Nè, Hiếu muốn nói chuyện với con đó. Dạ. Dạ, em nghe nè. Em. Hả? Em ráng chăm sóc cho má giùm anh nha. Dạ. Mấy bữa nay mình toàn phải lo việc chung, hai đứa không có thời gian dành cho nhau. Anh nhớ em lắm. Chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết khúc mắc của ba và má nè. Còn chuyện của em và anh á thì từ từ tính đi. Anh biết rồi, anh yêu em. Em cũng vậy. Thôi anh cúp máy nha. Bye bye em, có gì anh gọi em sau. Dạ, bye anh. Đi. Anh mở cổng cho tôi vào gặp Võ Hiếu đi. Cô về đi. Tôi không có mở đâu. Mà thằng Hiếu á, nó cũng không có tiếp cô đâu. Sao anh biết anh Hiếu không chịu tiếp tôi? Tôi biết. Cô có tin là tôi gọi điện thoại tôi mét mà ba tôi không? Cho bà về bà xử cô bây giờ đó. Chuyện gì vậy Nút? Sao mà ồn ào trước cổng công ty vậy? Cái cô này lì quá nè, đòi vô gặp em nhưng mà anh không cho vào. Cậu đứng lải nhải nãy giờ đó. Em gặp anh có gì không? Anh chạy xe vô giùm em. Em muốn gặp anh có chuyện gì? Chiêu Dương, có chuyện gì em nói anh nghe đi. Có chuyện gì? Em sợ lắm. Anh ơi em rất sợ. Em nói đi, có chuyện gì vậy? Em sẽ bị người ta cưỡng hiếp. Ai? Ai dám làm chuyện đó? Em nói đi nghe đi. Chiêu Dương.
là Di Khương. Thằng khốn nạn, mai là em chống trả được, nhưng mà em rất sợ. Em sợ lắm. Lúc nãy em nghĩ mình là một cô gái yếu đuối, em rất cần một người để che chở, một bờ vai để cho em dựa vào. Nhưng em biết là anh không thể nào ở bên cạnh em được mà. Anh Võ Hiếu, anh từng biết em ước gì mình có một gia đình thật sự, có cha có mẹ để che chở cho em. Nhưng mà em không biết họ đang ở đâu cả. Em biết trên đời này chỉ có một mình anh là yêu thương em thật lòng và có thể che chở cho em được thôi. Em cần anh. Nghe lời anh, em về Sài Gòn đi, sang lại quán karaoke và rời khỏi nơi này. Không, em sẽ không đi nếu như không có anh. Em biết là anh đã lập nghiệp ở đây, qua bao nhiêu khó khăn anh mới có được như ngày hôm nay. Mọi thứ đã dần ổn định, anh không thể bỏ nơi này. Vậy thì em cũng không thể bỏ công việc ở đây. Chỉ có cách này em mới có thể ở gần anh được. Thôi đi, quên anh đi Chu Dương. Hãy tìm cho mình một người đàn ông đủ yêu thương, đủ che chở cho em, rồi lấy làm chồng và sống hạnh phúc nha em. Cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh thôi, và duy nhất chỉ có một mình anh. Em không thể nào giả vờ yêu hoặc chấp nhận một ai đó. Anh hiểu, để quên một người rất khó, nhưng giữa chúng ta không có đường đi chung. Quan niệm sống của anh và em rất khác biệt. Chiêu Dương, em sinh ra đã một cô cha mẹ, một người bán vé số đã nhặt em về nuôi, và cuộc đời của em lênh đênh từ đó. Có khi nào em thử đi tìm cha mẹ của em chưa? Ngoài chiếc khăn tay má nuôi giao cho em, em không có một chút dấu ấn nào về ba mẹ của mình hết. Má có sự thật này muốn nói cho con biết. Dạ. Má không phải là má ruột của con. Con cầm cái này đi, con giữ nó cẩn thận, đây là kỷ vật của con. Nín đi con, kiếm ba ha. Chú ơi, chú cho tôi hỏi thăm, chú có thấy cái người thanh niên nào mà ốm mà cao mà tóc quăn á, hay lại đây tìm con gái không? Không, tôi không thấy. Má, dù má không phải là má ruột của con, nhưng mà con vẫn thương má. Bây giờ con cầm lấy, có thể ba má con sẽ nhận ra con. Nhờ kỷ vật này, con hãy đi, hãy đi tìm họ. Má ơi, má sợ vậy má? Má ơi, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi.
Sau đó má nuôi đã dẫn em về quê sinh sống. Anh nghĩ chắc do em bị lạc cha mẹ thôi. Không thể nào mà cha mẹ em lại bỏ em được. Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh nhìn qua chiếc găng thêu của em, anh biết chắc đây là một người phụ nữ rất chăm chút từng đường kim mũi chỉ, là một người phụ nữ đảm đang. Một khi mà cài chiếc khăn tay lên áo cho em, người phụ nữ đó nhất định phải rất yêu con của mình. Em không biết nữa. Em đi lạc hay bị cha mẹ bỏ rơi, đó còn là một ẩn số. Nếu như em lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha và mẹ yêu thương em, chắc là em sẽ có một tính cách khác. Có đúng như vậy không anh? Em cũng giống như bao nhiêu con người khác. Em cũng mong cuộc sống của mình có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Những khi em một mình, em thấy cô đơn lắm. Một cô gái cô độc như em, em suy nghĩ nhiều hơn như vậy. Em phải làm sao đây? Chị Dương, em có nghe câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khi người ta nói về hoa sen không? Một đóa hoa sen mà bị vùi dập không thương tiếc, nó có thể sống sót trên đời này, đó là một điều kỳ diệu đó. Thôi em về đi, anh phải vô làm việc đây. Không, những lúc em đau khổ hay mệt mỏi, chỉ cần cho em được gặp anh một chút thôi, mọi thứ với em sẽ nhẹ nhàng hơn. Nha anh. Anh nghĩ mình đừng gặp nhau thì tốt hơn. Tốt cho anh. Còn với em thì không. Con là Chiêu Dương, bạn của Trúc Trà nè. Kệ cô chứ, mắc mới tới tôi. Bác ba ơi, bác ba, con đưa bác về nha. Được, bác cũng say quá vậy. Ngủ tiếp, tự nhiên bác tôi về. Đây con đỡ bác dậy. Đi uống rượu đi. Bác đi đâu? Đi uống rượu. Vậy được rồi, con đưa bác ba đi uống tiếp nha. Đi uống rượu tiếp hả? Dạ. Cô dẫn tôi uống rượu ha. Dạ. Để đi thì. Dạ. Để uống rượu dạ tiếp mình đi. Bác ơi, bác vô xe để... đi con chở bác đi. Để... Đây, vô đây đi bác. Đi uống rượu.
Má, ba ở nhà nha, để con chạy một vòng kiếm ba. Con biết ở đâu mà kiếm? Chắc là con chạy ra quán nhậu ba hay nhậu á. Cô kiếm coi ba có ở đó không? Ừ, đi đi con. Dạ. Trúc Trà ơi, Trúc Trà. Trúc Trà. Dạ con chào bác. Trời ơi, ngay cả nơi này mà cô cũng tìm đến được hay sao? Má à. Dạ con. Cô là loại người gì mà sao cô chai lì đến như vậy? Cô đeo ám con trai tôi lên tận nơi này, rồi bây giờ tới nhà con gái tôi làm phiền nó là sao? Má à, chắc là có chuyện gì nên Chư Dương mới tới đây. Má nghe cô nói đi. Má không cần nghe cô ta nói bất cứ điều gì. Con chỉ cần tin má, tránh xa loại người này ra. Cô ta là con rắn độc có thể cắn chết người lúc nào không hay. Bác, sao bác nặng lời với con hoài vậy bác? Vì tôi quá sợ cô, quá hiểu cô, hiểu hết những chuyện mà cô đã từng làm. Một đứa con gái phải ghê gớm lắm thì mới lên một kế hoạch chi tiết để cướp đoạt tài sản của người khác. Má à. Để chờ má nói hết. Cô nghe tôi nói một lần cuối. Tôi biết cô xuất thân từ trẻ mồ côi, cho nên không ai dạy dỗ cô nên người. Cô có thể cướp đi tài sản của người khác, nhưng đừng hòng cướp đi người yêu của con gái tôi. Con. Má. Má đừng có nói nữa. Để má nói hết. Còn một điều này nữa, Trúc Trà chính là con gái ruột của tôi, còn Võ Hiếu là con riêng của chồng sao tôi. Tụi nó không cùng chung huyết thống nên không có gì ngăn cản tụi nó đến với nhau. Tụi nó vẫn có quyền kết hôn. Cô bỏ đi, đừng tơ tưởng tới con trai tôi nữa. Nếu không, cô đừng có trách tôi. Dạ con cũng không có ý gì. Con chỉ thấy bác ba say đủ ngoài đường nên con đưa về thôi. Trúc Trà phụ tôi đưa bác ba vô nhà nha. Má ở đây đợi con nha má. Ôi trời ơi. Trời ơi, sao vậy nè? Thôi Trúc Trà nè, chúc mừng cô nha. Chúc mừng chuyện gì? Chúc mừng cô đã tìm lại được mẹ ruột. Ước gì tôi cũng tìm thấy được mẹ của tôi. Thôi tôi về nha. Chạy xe cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Dương đã đưa ba về hả? Ừ. Em thấy tội cho cổ lắm. Sao lại tội? Lúc má nói nặng lời, Chiêu Dương đã khóc. Em thấy tội nghiệp cổ lắm luôn. Má đã có thành kiến với Chiêu Dương. Từ khi biết sự thật về cô ấy, má đã rất cương quyết bắt anh phải rời xa Chiêu Dương. Anh nói thật cho em nghe đi. Chuyện gì? Từ bỏ Chiêu Dương là ý của anh hay là của má? Mặc dù má có tác động rất lớn và anh hiểu được tất cả các bà mẹ đều muốn con trai của mình phải có một người vợ ngoan hiền, họ không thể chấp nhận một cô con dâu nhiều thủ đoạn và gian xảo. Nhưng anh mới là người quyết định cuối cùng. Anh có hối hận khi quyết định chia tay Chiêu Dương không? Có. Mấy chục năm rồi, ông thay đổi nhiều quá. Nếu lỡ gặp nhau ngoài đường, chưa chắc tôi đã nhận ra ông. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông đã nuôi dạy con gái tôi cho nó nên người. Chỉ cần ông hỷ xả, buông bỏ mọi hờn ghen, tác hợp cho tụi nhỏ, thì tôi với ông trở thành xuôi gia cũng hạnh phúc mà.
Điều anh hối hận là đã không làm cho Chiêu Dương thay đổi được. Anh mới là người đàn ông thất bại trong chuyện này. Nếu tình yêu của anh đủ lớn, có lẽ Chiêu Dương đã từ bỏ mọi thứ để mà chọn anh. Em thấy Chiêu Dương có nhiều tâm sự lắm. Nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy có vẻ mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng bên trong lại rất yếu mềm. Chà, cô giáo Trúc Trà bữa nay cũng biết nhìn người dữ ha. Thì em thấy sao nói vậy thôi. Chỉ cần mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ ba em hỏi tâm chuyện ý, lúc đó mình làm đám cưới liền nghe. Dạ. Để coi là em có đồng ý hay không. Hả? Từ đây đến đó em có nhiều thời gian để suy nghĩ mà. Trời đất. Nè, bữa nay làm giá với tôi nữa hả? Trà, em đứng lại. Anh mà bắt được em, em đừng có trách anh nha. Đâu anh mới bắt được Trà. Em đó. Nhìn cái mặt của con á là ba ăn không vô rồi. Thì thanh niên mà ba, đôi khi đánh lộn nhau vài cái có chết chóc ai đâu mà sợ. Hai cha con ăn cơm đi, tôi đi nhặt rong tổ yến để nấu ăn. Dạ thôi ăn đi ba. Nè, vú bồi bổ cho nó đi, để nó đi đánh lộn nữa đó. Ba ăn cơm đi, bữa nay đồ ăn ngon á. Con mà cứ như vậy hoài, không nên người ta ai dám lấy hả con? Không lấy thì ở giá, cùng lắm giống như ba vậy. Thằng cha mày, nói vậy mà nghe được hả? Mày định cho gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Từ từ thì cũng có đứa nó ưng thôi. Ba, có phải là con đang đeo đuổi con chủ quán karaoke không? Thằng chó chết nào nó bán đứng con vậy? Không có thằng nào hết. Ba nghe người ta đồn như vậy, nhưng ba nghe đâu con nhỏ đó người Sài Gòn, tính tình thì kiêu kỳ, có chút phách lối. Đối với người lạ thì vậy á, nhưng mà đối với người quen cô dễ thương lắm nha ba. Tính con sốc nổi nên lấy mấy người hiền lành như con Trúc Trà thì ba chịu. Người ta sắp đi lấy chồng rồi, ba cứ nhắc hoài mấy cái chuyện xưa cũ. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng tôi bỗng thấy nao nao. Thôi ăn giùm cái đi ông tướng, hát hò hoài. Chút xíu nữa kêu chú Đam lấy rượu thuốc xoa bóp vết thương. Dạ. Đi dạ, cảm ơn ba. Tôi cắp cho cọng rau đàng hoàng đó nha. Nha, ăn rau cho đẹp da. Chứ không thôi cô nói tôi nhất bên trọng nhất bên khinh. Anh cứ chăm cho má, thì em sẽ càng thương anh nhiều hơn. Còn má, bây giờ má chỉ cần nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, sống hiếu đạo với cha mẹ là má vui rồi. Dạ, mời cô chủ uống nước cam. Cô chủ có muốn ăn gì không để tôi nấu? Không, tôi không ăn gì hết. Tôi lái xe đường dài cho nên mệt lắm. Dạ, chị đi vô đi. Dạ. Cuối cùng, điều gì thì quan trọng nhất đối với mình? Một gia đình hay là một gia tài? Chỉ cần bắt ba bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ của con, chấp nhận hôn nhân của con với Trúc Trà, thì con sẽ coi bác như là ba ruột của con để mà phụng dưỡng. Ừ. Lúc đó gia đình mình có đủ ba, đủ má, chắc là hạnh phúc lắm anh ha. Ba con có nỗi khổ riêng, chỉ có má mới cảm nhận được điều đó. Cho nên con đừng trách ba con nha. Hãy cho ba con thêm một thời gian. Nghe má kể,
Hồi trước bác ba thương má nhiều, con cảm động lắm. Bác có thể đổ lỗi cho má là đã bỏ bác đi lấy chồng, nhưng mà con thấy hoàn cảnh của má lúc đó không có sự lựa chọn nào tốt hơn là lấy ba con. Có thể là khi gặp lại má, ba để hy vọng rất nhiều, nên là càng hy vọng thì càng thất vọng khi nhìn thấy má có một gia đình hạnh phúc. Tự tù trước khi chết, còn xin được nói lời cuối cùng. Ba con không cho má cơ hội giải thích, dù chỉ có một lời. Nhưng rồi má vẫn quyết định chia tay với ba học để quay lại với ba Trung. Nhưng chưa kịp thì ông đã bắt cóc con gái của má đi rồi. Mình thiệt cố chấp, sao không nghe bà giải thích chứ? Má à, con tin là sẽ có một ngày ba hiểu má thôi. Má đừng có buồn nha má. Ừ. Em về Sài Gòn khi nào? Em vừa về tới là em nhắn cho anh đó. Chúc em hạnh phúc. Em mời anh. Tại sao mới về em không nghỉ ngơi cho khỏe mà ra đây uống chi vậy? Em thấy buồn, muốn tìm một ai đó để nói chuyện. Một mình trong căn biệt thự trống vắng đó, nó là em phát điên. Biết em gần 10 năm, anh chỉ thấy em hạnh phúc và vui vẻ nhất là khi ở bên cạnh Dò Hiếu. Rồi sau đó anh thấy em lúc nào cũng đầy tâm trạng cả. Anh ấy là tiếng cười của em. Đừng đặt cảm xúc của mình vào người khác, em phải tự tạo ra niềm vui cho mình. Cười giả tạo dễ lắm. Anh Lâm Phong, ông trời đúng là bất công lắm, cho em cái này nhưng mà sẽ lấy đi của mình cái khác. Có thể nói là sự đánh đổi. Em đã có tất cả những điều em muốn: tài sản, nhan sắc, địa vị và quyền lực. Nhưng em không có nổi một gia đình thật sự, không cha, không mẹ, không người yêu. Do hoàn cảnh, cũng có thể là do tính cách của con người mà tạo ra số phận. Nếu như em muốn, em vẫn sẽ có một gia đình nhỏ và những đứa con. Em chỉ có thể làm điều đó với người em yêu thôi. Anh Lâm Phong, em cảm ơn anh lúc nào cũng lắng nghe em tâm sự khi em buồn. Đừng so sánh với một người đàn ông mà mình đã yêu với một người đàn ông đã âm thầm yêu em. Em chỉ cần 50% là đủ tốt. Em không thích đánh lừa cảm giác của mình, giả vờ yêu hay là giả vờ bị dụ đều giống nhau, rồi sẽ chán nhanh thôi. Em có từng nghe câu đuổi hình bắt bóng không? Em nghĩ cuối cùng thì chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề của mình. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Vậy bây giờ em quyết định ra sao? Tiền. Em quyết định sẽ kiếm thật nhiều tiền. Có thể nó không bù đắp được những khoảng trống trong lòng mình, nhưng mà ít ra thì cũng làm cho mình được sống đầy đủ và an tâm sống. Uống đi. Bởi vì em là một cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Hôm nay em sẽ uống thật sai, ngày mai sẽ là một ngày mới. Má à,
má có mùi thơm quá. Mùi của mẹ. Ngày má sanh con ra, da con trắng, môi con đỏ ao. Má biết con lớn lên con sẽ là một cô gái xinh đẹp. Con thừa hưởng gen của má mà. Má chỉ tiếc là để thời thơ ấu của con qua đi, má không cho con được bàn tay chăm sóc người mẹ. Bây giờ thì má thương con bù đi. Má hứa là đừng bao giờ xa con nữa nha. Má sẽ không bao giờ rời xa con. Cho dù vật đổi sao dời, đời đời kiếp kiếp này, má sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Nếu như mà ba biết má đã từng ngất khi ôm con đi bán vé số, nếu không được ba anh hiếu cưu mang cả hai mẹ con, thì chuyện gì sẽ xảy ra với má con mình? Ba mà hiểu được, chắc chắn là ba sẽ không còn giận má nữa đâu. 3 năm ròng rã, ngày nào má cũng ra biển ngóng chờ ba con, trở về phòng trọ cũ để coi ba con có xuất hiện không. Nhưng vẫn biệt vô âm tín. Má, con nghe má kể, con nghĩ là ba của anh Hiếu cũng dành cho má một tình yêu rất là cao thượng. Bác ấy yêu má thật nhiều, đúng không má? Má đâu con biết vì sao má nhận lời lấy ba của thằng Hiếu. Nghe má kể thì má không có yêu bác ấy. Đúng vậy, má không hề yêu ba của Võ Hiếu. Má chấp nhận lấy là vì ông ấy thương con. Ông ấy coi con như một đứa con ruột. Má nghĩ có thể má không cần một người chồng, nhưng má cần có một người cha thương con. Là phận phụ nữ với nhau, con đồng cảm và hiểu má rất nhiều. Một người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp quý tộc như má, chân yếu tay mềm, làm sao có thể lo cho bản thân và lo cho con chứ. Nếu bà ngoại con không có đi nước ngoài thì má có chỗ nương tựa rồi. Má à, vậy là má mất liên lạc với ông bà ngoại luôn hả má? Má có hay tin là ông bà ngoại con đang mất ở bên Pháp, còn gia đình các anh chị em ở bên đó ít có người về Việt Nam lắm. Con thương má quá. Thôi con đi ngủ đi, mai còn đi dạy nữa. Dạ. Kinh doanh của hệ thống Romantic của chúng ta đạt lợi nhuận cao, có phần ổn định hơn năm trước. Do biến động của thị trường kinh tế trong nước cũng như quốc tế, nhờ chúng ta hoạch định tốt phương hướng kinh doanh kết hợp với lại nội và ngoại, doanh thu của chúng ta tăng, nên tôi muốn tái đầu tư. Cô định đầu tư vào lĩnh vực nào? Vẫn là thế mạnh của chúng ta, khách sạn và nhà hàng. Nhưng mà không phải ở thành phố, tôi muốn mở rộng địa bàn. Cụ thể là ở đâu? Nơi tôi đang mở quán karaoke là một thị trấn rất sầm uất, có khu du lịch sinh thái và có các điểm tham quan. Nhưng mà ở đó khách sạn hạng sang dành cho dân du lịch thì cũng chưa có. Tôi định xây dựng ở đó một chuỗi khách sạn nhà hàng 4 sao, phục vụ tiệc cưới, hội nghị cho khách hàng. Vậy Chiêu Dương đã dự toán đầu tư chưa? Chỉ cần cổ đông biểu quyết, tôi sẽ cùng kiến trúc sư dự toán và sẽ báo cáo vào cuộc họp lần sau. Được. Tôi thấy được đó nghe. Được đó. Tôi thấy cũng ổn á. Tôi thấy dự án này được đó. Nhưng mà để coi dự toán cái đã. Chúng ta phải tái đầu tư,
sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong cổ đông sinh lời. Hiện nay các kênh khác như gửi ngân hàng, đầu tư bất động sản đều có thể xảy ra rủi ro rất cao. Tôi đồng ý với dự án này. Ừ. Dự án này của bổn á. Tôi thấy được á. Tôi thấy cũng được. Tôi đồng ý nha. Anh đồng ý luôn ha. Trong dự án này tôi vẫn nắm 51% cổ phần đầu tư, còn lại chia đều cho các cổ đông. Chị thấy sao? Được ha. Được đó. Ông đứng lại đó. Ông định trốn tôi tới khi nào chứ? Bà dám to tiếng với tôi hả? Tôi không có to tiếng, nhưng mà tôi lớn tiếng. Vì tôi sợ á, nói chưa hết thì ông co giò ông chạy rồi. Bà quá đáng lắm nha. Ngang nhiên tới nhà tôi ở, không cần cái sự đồng ý của tôi là sao? Đã vậy còn quát tháo người ta nữa. Tôi với ông có cần cãi nhau về những chuyện còn con này không? Bây giờ mình ngồi lại nè, còn bao nhiêu chuyện để nói, phải tính chuyện cho con gái của mình chứ. Tôi không có gì phải bàn với bà hết. Tôi nói cho ông biết, ông không có quyền quyết định số phận của người khác. Cũng vì quyết định sai lầm của ông mấy chục năm trước đã gieo đau khổ cho tôi và con gái tôi chưa đủ hay sao? Nó là con của tôi ha. Tôi bắt nó thì có gì sai đâu. Tôi làm như vậy để bà rộng đường, bà sống với hạnh phúc người chồng sao và con trai của bà. Tôi không cần ông lo hạnh phúc của tôi. Nhưng lời ông nói là những lời ngụy biện. Vì sự ích kỷ và cái tôi quá lớn của mình đã làm liên lụy và chia cắt tình cảm mẹ con tới mấy chục năm nay. Nói tóm lại là tôi không có gả con gái tôi cho thằng Hiếu. Tôi gả nó cho ai mà tôi thích. Ông đừng quá vô lý như vậy. Ông nói ông thương con, thật ra là ông thương bản thân của mình. Ông muốn làm cho đã nư của ông, cho sướng cái bản thân của mình, cho ai khổ ông cũng không cần biết. Tôi không muốn thấy cái mặt của bà và con trai của bà trong căn nhà tôi, bây giờ và mãi mãi, hiểu chưa? Ông có quyền làm cha, tôi cũng có quyền làm mẹ. Ông không chịu, tôi cũng đứng ra cưới gả cho tụi nó. Bà dám? Tôi dám đó. Đã dám kiếm chuyện với mình kìa. Tôi mời anh xuống xe, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mày dám ra lệnh cho tao hả? Mày đánh ra chưa? Tao tống mày bây giờ à. Tôi không ra lệnh mà tôi mời anh xuống xe. Ê, mày kiếm chuyện hả mày? Mày tính tao bắn chết mày không? Không phải chuyện của hai anh. Ngồi im đi xe. Tôi với anh có thể nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông được không? Bộ tao sợ mày hả? Nói gì nói nhanh đi, tao bận lắm. Tôi không hay can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của anh với Chiêu Dương hiện giờ. Chuyện tao với Chiêu Dương có liên quan gì tới mày hả? Nếu một lần nữa anh dùng vũ lực để uy hiếp Chiêu Dương, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tin tức mày cũng biết nhanh ghê ha. Thằng đàn ông hèn nhất là dùng vũ lực với đàn bà để đạt được mục đích của mình. Nếu anh không biết cách chinh phục phụ nữ, nói tôi dạy cho. Tao không cần mày dạy. Chuyện của tao mày có biết cái gì đâu mà xía vô. Để tao chống mắt lên coi, cùng một lúc mày làm sao bảo vệ được hai người phụ nữ. Nếu anh dám đụng tới một sợi tóc của họ, tôi sẽ truy anh tới cùng. Tụi bay giang hồ quá hả? Sao lúc nó đứng ở đây nè, tụi bay không giang hồ đi? Chỉ giới hù thôi à? Cái thứ tụi bay hả? Đánh đấm mà vô trong rừng kìa, đánh đấm với mấy con thú con chim ở trọng thôi. Tao nói mày á, chưa bao giờ đánh được nó, toàn bị nó đánh. Thiệt dễ sợ.
Tôi không nói chuyện với bà nữa. Ông đứng lại. Ông không đủ lý lẽ đối mặt với tôi thì có. Được, bà cứ việc ở trong cái căn nhà này, tôi đi. Nè, nếu ông muốn uống rượu, tôi mua về cho ông uống. Ông đừng nên lê la ở ngoài đường. Nhậu say xỉn để người khác người ta đưa về, mất mặt ông biết không? Ông không nghĩ cho ông, cũng phải nghĩ đến danh dự của Trúc Trà. Nó là giáo viên đó. Tôi sẽ không đụng tới một giọt rượu nào nữa nếu như bà và thằng Hiếu biến ra khỏi căn nhà này. Ông hận tôi đến như vậy sao? Thôi được rồi, tôi phải làm gì để cho ông bỏ qua đây? Tôi phải làm gì để cho ông vừa lòng đây? Vì các con của tôi chấp nhận hết. Tôi hận bà, tôi hận cả cuộc đời này. Ông muốn hành hạ tôi sao cũng được, nhưng hãy bỏ qua cho các con để chúng nó đến được với nhau. Giá như bà đừng có xuất hiện, nỗi đau trong lòng tôi như một vết thương vừa mới lành nay lại tấy lên bởi vì sự xuất hiện của bà và thằng Hiếu. Người tôi yêu nhất cũng là bà, mà hận nhất cũng là bà. Bà biểu tôi làm sao quên được chuyện này chứ. Tình hình công ty có chút bất ổn, tôi đã cho lính đi thu mua trà, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa. Nhưng thị trường vẫn chia đôi cho bên công ty trà táo đỏ. Ngay từ khi bắt đầu á, tôi đã thấy bất an rồi. Cái thằng giám đốc bên đó rất là cứng, nó không chịu hợp tác với mình. Đối đầu với hai dòng sản phẩm là trà sạch và trà thuốc kích thích, một số nông dân hám lợi đã đứng về phe mình, nhưng một số nghe thôi lời phân tích đầy lương tâm của thằng giám đốc trẻ đó thì cương quyết không theo. Tôi có ý tưởng như vậy. Nếu bên đó không hợp tác, mình có thể mua lại nhà máy sản xuất của nó với giá cao. Ông nghĩ là nó có bán không? Có thể lắm chứ. Tiền mà, có lợi mà ai không làm. Bây giờ tôi với ông đi qua công ty trà táo đỏ đàm phán. Nếu như bên đó ok, tôi sẽ chuyển tiền. Mình thôn tính luôn nhà máy đó, mở rộng sản xuất, một mình làm trùm bao tiêu sản phẩm trà lá ở vùng này. Mình là vua. Tôi ủng hộ A Quẩy. Mình phải đánh mạnh như vậy mới được. À, hợp đồng á thì mình không thiếu, chỉ sợ rằng nhà máy của mình sản xuất không đủ cung cấp thôi. Nhưng nếu như cứ tiếp tục xây dựng hay mở rộng nhà máy, mình vẫn bị thiếu nguyên liệu. Cho nên cách tốt nhất là mua lại nhà máy trà táo đỏ. Tôi nghĩ nếu thương vụ này mua bán có lợi, bên đó sẽ đồng ý. Vậy à, tôi với ông có thể bước qua bên đó đàm phán, thương lượng thử coi sao.
Ủa, bác ba là làm gì ngồi ở đây vậy? Tao ngồi kể cha tao, mắc mớ gì mày hỏi? Ngồi ở đây gió lạnh lắm, bác ba ngồi ở đây, bệnh chết sao, sao không về nhà? Nhà cửa đâu mà về? Ủa, chứ nhà bác ba ai lấy rồi? Ui, má con Trúc Trà lấy rồi. Vụ này căng à nha. Con cũng có nghe đồn chú Trúc Trà là con của má Võ Hiếu. Mà Võ Hiếu không phải là con của má Trúc Trà. Vậy là sao bác ba? Trời ơi, mày hỏi cái gì mà hỏi quá trời của đất vậy? Tao nhức đầu quá, để tao yên coi. Đã nói khó khăn rồi mà thích nói nhiều. Bác ba, nhậu hả bác ba? Hết rồi. Bác ba nhậu nữa không? Con đi mua rượu cho bác ba nha. Nhậu mà rượu hả? Đó, mày nói mấy câu này là tao phái. Vậy là nhậu đúng không? Con đi mua nha. Mày nói 100 lần cái câu này tao cũng phái. Đi mua đi, tao mày nhậu. Chờ con chút nha. Ừ. Ê, mày làm việc có tâm chút coi. Suốt ngày cứ cắm đầu vô cái điện thoại chơi game hoài. Trang này có nhiều phim hay lắm, mày coi không? Tao mở cho mày coi. Mày á, coi ba cái phim bậy bạ không à? Hay ho cái gì đâu mà coi. Bây giờ á, chỉ có vợ thì mình coi phim này, mai mốt có vợ mình coi phim khác, có sao đâu. Phim khác là phim gì? Mày không biết gì hết trơn. Phim đó là phim hành động. Mai mốt mày lấy vợ mày cũng phải coi để biết cách dạy vợ. Tao lại mày luôn đó. Cứ ăn nói tào lao không. Đây có khách kìa. Dạ. Dạ chào ông. Dạ xin lỗi anh. Anh tìm Mai trong công ty ạ? Tôi cần gặp giám đốc của anh. Dạ nhưng mà anh có hẹn trước không ạ? Chưa. Vậy anh cho em biết tên để em báo lại cho giám đốc biết. Cứ nói với giám đốc Võ Hiếu, tôi là Duy Kha, giọng Ma Quẩy, gặp để bàn công việc. Dạ, anh đợi một chút. Alo. Alo, Hiếu hả? Có ông Duy Kha với ông Ma Quẩy cần gặp đó. Em có tiếp không? Vậy hả? Mời khách vô đi. Ừ. Dạ, xin mời anh. Ra chỉ chỗ cho tài xế tôi đậu xe nha. Dạ. Dạ. Chị vô bác ba. Không biết hôm nay hai ông quá bộ tới nhà máy chúng tôi có gì hay không? Chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi, không cần phải quanh co làm gì. Vậy vấn đề chính của hai ông là gì? Có lần tôi đã đề nghị với hai anh là chúng ta nên hợp tác chung với nhau, đôi bên cùng có lợi. Làm sao hợp tác được khi tôi và ông theo đuổi hai mục đích khác nhau trong kinh doanh? Mục đích cuối cùng trong kinh doanh cũng chỉ là một chữ tiền. Chỉ vì tiền thôi sao? Không còn mục đích nào khác à? Đi ra đường làm ăn lăn lộn, chủ yếu là để kiếm được thật nhiều tiền. Còn nếu không thì đi vô chùa tu cho rồi, ăn chay ngày ba bữa, không cần nhiều tiền để làm gì. Xin lỗi hai ông, chắc là tại thời gian của hai ông cũng rất là bận. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi vô vấn đề chính. Được, tôi cũng nói luôn, nếu hai anh không hợp tác thì có thể bán nhà máy lại cho chúng tôi được không? Xin lỗi ông, chúng tôi đâu có rao bán công ty. Hai cậu cứ ra giá đi, có lời tại sao không bán chứ? Bán không? Được thì mình cứ bán đi. Cuộc giao dịch bất thành, chúng tôi không có định bán một thương hiệu mà chúng tôi đã dày công tạo nên. Xin lỗi hai ông. Cậu còn trẻ mà quá ngạo mạn. Ông sai rồi. Không phải là ngạo mạn, mà chúng tôi tin vào bản thân mình, tin vào lựa chọn và con đường mà chúng tôi đi. Chúng tôi nhất quyết sẽ đi tới cùng. Thôi được rồi, từ từ suy nghĩ đi. Có gì thì alo. Tôi không ép, không cưỡng ép. Dạ, chào hai ông.
Xin phép không tiện. Chào hai cậu. Mình về. Thằng Lao chưa từng thấy. Họ nghĩ là họ có tiền sẽ có tất cả sao? Thôi, mày giải quyết công việc ở văn phòng đi. Tao đi xuống nhà máy kiểm tra hàng rồi ngày mai xuất đi. Ừ. Hi, hello. Chào. Hai đứa con của em nè, đẹp không? Hàng của em toàn hàng tuyển không đó nha. Thùy với anh, vừa ngồi với anh. Dạ. Nè, hai đứa tiếp khách cho đàng hoàng. Dạ. Nghe hôn, khách VIP của má đó. Nghe chưa? Dạ. Hai anh có gì gọi em nha. Nè. Quỷ à. Em đi á. Em mời anh. Cảm ơn em. Dạ, mời anh. Em mời anh. Mời. Vô. Mời. Em gọi quản lý vô đây cho anh. Dạ. Dạ, mời anh. Mời. Chào. Dạ, quý khách cần phục vụ điều gì ạ? Cậu là quản lý ở đây phải không? Dạ phải ạ. Cậu gọi bà chủ vào đây cho tôi gặp. Dạ, thật tình là bà chủ tôi không có ở đây. Bà chủ về Sài Gòn rồi, tuần sau bà chủ mới lên à. Hay là anh coi tụi tôi không xứng đáng gặp bà chủ của anh? Dạ, tôi không dám đâu, khách hàng là thượng đế mà. Coi tôi thường không hả? Đâu. Dậm đi. Dạ. Mày gọi dạ. Bà chủ ra đây. Dạ, xin ông bình tĩnh lại, bà chủ không có ở đây. Mày kêu bà chủ mày chuyện ra gì vậy? Anh Khương, dạ. Có khách quẩy trong kia kìa. Ở đây mà biết mày dám chống đối. Dạ. Tao hả? Tôi nói thật tình là bà chủ tôi không có ở đây. Hả? Ủa? Ông chủ? Bà? Người già không à? Tụi bay ra ngoài đi. Nhanh lên. Ông chủ, thôi bớt giận đi bà. Người già không à? Thôi xuống. Tôi nghe nói là cậu có cổ phần Hùng Hạp làm ăn ở đây phải không? Dạ đúng. Ông chủ muốn cái gì thì cứ việc nói với tôi. Ông đòi gặp cô chủ quán ở đây mà quản lý không cho. Ông chủ thông cảm. Chiêu Dương đi Sài Gòn rồi. Chính tôi nắm lịch trình làm việc của cổ mà. Tôi để dịp khác tôi bù lại cho ông chủ nghe. Thôi, coi như thay mặt chủ quán tôi kính ông chủ một ly ha. Bà, con mời bà. Đứng đây làm cái gì nữa? Đi ra gặp má mì xuân, nói là lấy bốn em hàng tuyển hôm qua đó để vô đây tiếp đãi chứ. Dạ, dạ được, dạ được. Tôi sẽ kêu bốn cụ bóp lửa vô đây để phục vụ ông chủ nha. Dạ, dạ, dạ. Nhanh đi. Thôi, thằng con trai tôi đã nói vậy rồi, anh cứ từ từ, ha không? Dạ. Đúng là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh.